bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Mười năm về trước, vợ của ta đã qua đời vì ung thư. Đó là ngõ cụt. Nói cách khác, ta biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra với mình từ ngày hôm nay trở đi. Thầy Siôn à, thầy Siôn à, thầy làm như vậy không được đâu. Hãy để ta đi. Chúng ta chỉ là không phẫu thuật chứ không hẳn là phải dừng việc điều trị đâu mà. Thầy nghe lời con, giờ chúng ta lên Siôn đi mà thầy. Ta không muốn đi mà, các học trò của ta đang chờ. Thầy Siôn à, ung thư đã di căn ra khắp cơ thể bà ấy, bác sĩ thì cũng đã đề nghị phẫu thuật giống như cô vậy. Dĩ nhiên rồi, sao chiến binh có thể ngừng chiến được? Vào lúc đó thì vợ của ta không hề muốn làm phẫu thuật, nhưng ta đã ép bà ấy phải làm. Bác sĩ nói làm gì bọn ta đều làm, ngay cả phẫu thuật và hóa trị. Bà ấy không muốn, nhưng ta... Thầy đừng tự trách mình nữa mà. Là một người bảo hộ, thầy đã làm mọi thứ mà mình đã làm cho người vợ yêu dấu của thầy. Không đúng. Không phải làm vì vợ ta, mà làm cho chính mình. Vì ta thấy có lỗi. Mỗi khi vợ ta nói bụng bà ấy đau, ta chỉ cho bà ấy thuốc tiêu hóa thay vì đưa đến bệnh viện, ta hối hận lắm. Ta cảm thấy mình thật có lỗi. Ta đơn giản chỉ là muốn sửa lỗi, ta không nên làm vậy. Lẽ ra ta không nên làm như vậy. Cậu có biết trước khi qua đời vợ ta ra sao không? Bà ấy đến cơm cũng nuốt không nổi. Bà ấy nói thích lá mùa thu hơn là những bông hoa, nên muốn được nhìn thấy những chiếc lá mùa thu lần cuối trong đời. Nhưng mà ta thậm chí không làm được. Bà ấy nằm trên giường bệnh nhưng mà không thể nhúc nhích được dù chỉ 1 cm, cho đến lúc lìa khỏi cõi trần. Hyun à, ta không muốn kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Xem ra cô đang vô cùng chán nản. Tôi nghe nói bệnh nhân đã từ chối phẫu thuật. Cú sốc có thể gây nên sai sót trong sự lựa chọn của mình. Chỉ cần đợi ông ấy bình tĩnh lại thôi và tôi sẽ... Cô sẽ làm gì? Cố gắng thuyết phục ông ấy à? Cô thôi đi, người bảo hộ của ông ấy đang cố gắng tìm bác sĩ khác kìa. À mà nè, bác sĩ nội khoa đó, ba cậu ta là bác sĩ phẫu thuật, quyền thoại quách sùng đó. Tôi biết chuyện đó. Vậy thì cô nên biết mối quan hệ của cậu ta rộng tới cỡ nào. Cậu ta đã liên hệ với trung tâm ung thư MD Anderson. Tôi nghĩ họ sẽ đề nghị chúng tôi sớm thôi. Cô biết đó, so với Hoa Kỳ thì chúng ta đứng đầu về gan tủy mật mà. Anh làm ơn nói thẳng vào vấn đề đi. Dạ rồi. Sẽ không bao lâu nữa đâu, bệnh nhân chắc chắn sẽ chọn chúng tôi thôi. Ông ấy vốn chưa từng từ bỏ chuyện phẫu thuật. Ông ấy bỏ chạy vì không tin tưởng một bác sĩ trẻ từ bệnh viện nông thôn. Mời anh rời khỏi đây cho.
chúng ta thỏa thuận đi. Tôi sẽ nhận bệnh nhân vào phòng phẫu thuật của chúng tôi. Cô có thể chọn bất cứ thành viên nào của đội để tham gia phẫu thuật. Nếu cô cần sự giúp đỡ của những chuyên gia khác, tôi sẽ chọn cho cô người giỏi nhất. Đổi lại, phát hành nghiên cứu dưới tên của tôi, cô không hề có tư cách từ chối đâu. Ý của anh là sao đi? Cô nghĩ lại, đã gọi tôi đi một chặng đường xa tới đây chứ. Phải, chính tôi đã gọi bác sĩ Kim tới đây. Vậy tôi có thể biết lý do không? Tôi cần phải xác minh chuyện này. Công việc của tôi là lựa chọn ra các bác sĩ có chuyên môn, nhưng cũng phải bảo vệ các bệnh nhân khỏi những chuyện phi lý có thể xảy ra. Tôi nghĩ giáo sư của cô, bác sĩ Kim Do-hun, sẽ là người hoàn hảo giúp tôi xác minh việc đó có vấn đề gì sao. Vậy thì quyết định phẫu thuật các gan ngoại vi là cả phẫu thuật liều lĩnh, giống như ta đã nghĩ. Cô đủ tự tin mình thuyết phục được bệnh nhân không? Tôi biết việc này hết sức liều lĩnh, nhưng nếu nó bất khả thi, bác sĩ Kim sẽ không gấp rút chạy tới đây ngay lập tức. Chào, chào bác sĩ Song. Xin chào. Cho cô ấy dùng phòng phẫu thuật của chúng ta sao? Có lý do gì không được hả? Lỡ cô ấy thành công thì sao? Bác sĩ Song sẽ rời khỏi bệnh viện của chúng ta ngay lập tức. Nhưng bệnh nhân sẽ được cứu. Vậy nếu như cô ấy thất bại? Bác sĩ Song sẽ được giữ lại. Tôi nghĩ cơ hội thành công của bác sĩ Song là bao nhiêu? Em không rõ. Có lẽ là ít hơn 10% là nhiều lắm rồi. Vậy thì khả năng cô ấy ở lại là hơn 90%. Wow, vẻ đẹp dữ vậy ha. Thầy đang giả bệnh sao? Sao ta lại phải giả bệnh chứ hả? Hey, ta vừa mới bị đau tim thôi. Thật hả? Đau tim sao ạ? Phải. Vậy thầy dán băng cá nhân lên chỗ đó đi. Đúng rồi. Đừng có nói cho tụi nhỏ biết. Chà, tụi con đều là những họa sĩ tài ba nha. Wow, cái gì đây? Bức vẽ bãi biển gì mà đẹp dữ vậy? Thầy ơi, có băng cá nhân cho thầy nè. Ồ, cái này là băng cá nhân sao? Được rồi. Ta không muốn bọn họ lo lắng cho mình, dù là từ nhỏ hay là các dân cư trên đảo. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Chào nhóc này. Dừng lại, đủ rồi. Dừng lại đi. Đứng yên đi. Dừng lại. Ôi không, dừng lại đi mà. Nè, bên này cũng chạy để con dễ cho. Thầy ơi, đừng có chạy mà. Chưa xong mà, đợi con với. Tới lượt con. Con cũng vậy. Alo. Anh đang ở đâu vậy? Ở trường. Vậy tốt rồi. Tốt cái gì chứ? Thì anh đã không dẫn bệnh nhân đến những bệnh viện khác khiến cho ông ấy kiệt sức. Nhưng mà có điều. Nhưng có điều sao? Việc từ chối phẫu thuật không có tính logic cho lắm. Chuyện này khó có thể suy nghĩ một cách hoàn toàn logic được. Vì bệnh nhân có thể làm được chuyện đó. Bác sĩ Song Ưu Chi à? Một bác sĩ không nên như vậy đâu. Đừng có làm người bảo hộ Quách nữa, mà hãy trở thành bác sĩ Quách Hyun, bác sĩ thực thụ của khoa nội đi. Bác sĩ thực thụ theo như cách của cô nghĩ là gì chứ? Chút nữa gặp nhau ở ký túc xá. Ngon quá đi. Ngon quá. Chín đỏ mọng luôn rồi. Ăn thôi, ngon thật đó. Bác sĩ về sớm vậy? Bệnh nhân ung thư trực tràng sao rồi hả? Ông ấy sẽ làm phẫu thuật chứ? Khi nào bác sĩ cho tôi xem chứ tôi được tham gia không? Tôi nên trả lời câu nào trước? Ăn vài miếng dưa hấu trước đã. Bác sĩ Quách đâu rồi? Cậu ấy vẫn chưa về nữa, sao vậy? Anh ấy là người sẽ đưa ra quyết định tôi có được phẫu thuật hay không đó. Ồ, ý cô là sao? Người bệnh nhân mắc ung thư trực tràng là thầy Seon Jae-chan. Ôi trời, cha mẹ ơi, đúng là động trời. Sao? Nghe thấy không? Cái gì chứ? Thầy Seon đã mắc bệnh ung thư đó. Thật sao? Hẹn gặp lại sau nha. Tạm biệt.
À, dạ đi cẩn thận nha. Cảm ơn ạ. Chà, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều. Nè à, tiền bản quyền nhiều không? Đương nhiên là một đống rồi, ông nổi tiếng mà. Ông ấy không hề có con, tiền đó sẽ về đâu đi? Cậu có bị thần kinh không vậy? Tự nhiên đi nói chuyện tiền bản quyền khi một người sắp chết. À, bởi vì tôi không được sinh ra trong gia đình giàu như cậu. Nè, mà sao cậu đi học y học cổ truyền vậy? Là ý gì chứ? Cậu đủ điểm để học y học cổ truyền, chứng tỏ là cậu cực kỳ thông minh. Nhưng mà sao không học y học hiện đại? Giờ làm sao mà thừa kế bệnh viện ba cậu đây? Lúc đó có người khác kế thừa rồi. Khi tôi đứng hạng nhất trong lớp, anh ấy lại giành hạng nhất toàn trường, khiến tôi rất ghét anh ấy. Ai vậy? Ồ, là anh trai sao? Sao cậu lại nói đến chuyện ở quá khứ vậy? Anh ấy đã bỏ nghề sao? Không phải, đã mất rồi. Ồ, trong một vụ tai nạn, trong lúc đang trên đường tới sân bay để đón tôi. Sao cậu kể cứ như là anh ấy là người lạ vậy? Chứ sao đây, chẳng lẽ vừa kể vừa khóc à? Chẳng vui gì hết. Thôi quên đi. Đi thôi. Nói chuyện bản quyền đi. Vì ông ấy không có con cho nên ông ấy sẽ... Trời, cái cậu này có thôi đi không? Sao nhìn cô ấy yếu xìu vậy? Cô như vậy là đang tuyệt vọng hả? Người ta không biết còn tưởng là cô đang chờ người yêu đó. Cậu thích đùa đến vậy sao? Phải,